Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lập Tutuki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một vài cái thành tựu ở trong Minecraft nữa nha. Và ở đây mình có thấy một cái thành tựu rất hay luôn nè. Đó chính là đồng minh thật không dễ dàng. Ở đây thì chúng ta cần phải giải cứu một con Ghast ra khỏi Nether, mang nó an toàn trở về thế giới thật, rồi sau đó giết nó. Thành ra trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái cánh cổng Nether ấy thật là bự luôn nha, để chúng ta có thể mang con Ghast ra bên ngoài nha các bạn. Và để mang con Ghast ra bên ngoài thì mình không thể nào mà dẫn nó về bằng tay không được các bạn ơi. Mình phải có dụng cụ. Và dụng cụ ở đây thì chúng ta cần phải sử dụng một cây cần câu nha. Đây mình có thể kiểu như là móc vô nó này, rồi sau đó giật nó vào cái cánh cổng các bạn ơi. Và xuống Nether thì chúng ta cần phải mang theo thuốc kháng lửa nữa. Tại vì nhiều trường hợp ấy, mình bị mấy con Blaze này hoặc là mình rơi xuống lava ấy, thì rất là nguy hiểm luôn. Giờ mình sẽ kiểm tra coi trong đây mình còn thuốc kháng lửa không cái đã. Trong đây không có à. Ủa thuốc á, mình nhớ mình còn thuốc kháng lửa. À đây đây đây, mình còn một lọ thuốc kháng lửa 8 phút nè các bạn ơi. Đó, mình sẽ mang theo một lọ thuốc kháng lửa nha. Và cái cổng Nether này mình sẽ làm nó xa xa cái khu vực mình đang ở một xíu nha. Chắc tầm hướng cái ngọn núi hướng bên hướng tây nè các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ lấy cái hắc diệm thạch ra. Và trong thời gian giữa hai tập ấy, mình đã đào rất là nhiều hắc diệm thạch rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mặc cánh vào và bay qua cái ngọn núi đó nha. Rồi chuẩn bị bay nào. Và hiện tại mình chưa có cái chỗ nào cao cao để kiểu như là làm cái chỗ bay nữa, để sắp tới mình làm trên đọt cây này đi, khá là thích hợp luôn á. Rồi, bay. Giờ mình sẽ bay thẳng về hướng bên đây một xíu nha. Đó, tại vì ở bên đây có một cái ngọn núi khá là cao nè các bạn ơi. Rồi sẵn tiện bay một xíu chơi luôn nha. Công nhận có cánh thật là thích đấy các bạn ơi. Từ lúc có cánh ấy thì mình di chuyển rất là dễ dàng luôn ấy. Chỉ cần chuẩn bị một ít cái pháo hoa thôi là chúng ta đã có thể bay rất là xa rồi. Và cánh cổng này mình sẽ đặt ở trên ngọn đó luôn đi nhờ. Tại vì mình nghĩ là đá thì nó sẽ kiểu như là chắc chắn hơn ấy. Và con Ghast nó sẽ kiểu như là khó phá vỡ mấy cái block ở trên đây hơn. Còn gần gần nhà mình nhiều khi bắn lại cháy ngôi làng của mình, rồi cháy mấy ngôi nhà của mình nữa thì khổ á. Rồi mình sẽ đặt cánh cổng ở đâu ta? Ở bên đây. Ui bên đây có mấy bé lạc đà. Không được không được, ở bên đây đi. Bên đây không có con gì nè. Bay qua đây. Ui da. Rồi. Ui bên kia có chỗ khá là bằng phẳng luôn kìa. Được được. Ui ở đây cũng được nè. Ôi vậy mình sẽ làm một cánh cổng ở ngay vị trí này nha các bạn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ dọn mấy cái tuyết này ra trước cái đã. Sau đó mình lấy được cái tuyết luôn nè. Ui hay nha. Ô mình lấy được mấy cái kiểu như là cái tấm tuyết nè các bạn ơi. Mình cứ tưởng đào cái này là ra bóng tuyết chứ mà ai ngờ đào ra cái tấm tuyết luôn nè. Ô thích ghê á. Rồi ổn, mình sẽ mang cái này về trang trí cũng khá là đẹp nè. Rồi còn một ít đây thì dọn ra luôn nha. Rồi sau đó mình sẽ làm một cánh cổng Nether ở đây nha các bạn. Ui mình quên đem theo cái đá lửa rồi. Chắc một xíu mình phải đào mấy cục sỏi ra các bạn ơi, để mình có thể làm được đồ bật lửa ấy. Nếu không thì mình không thể nào kích hoạt cánh cổng được đâu. Mình quên mất nữa, may mà ở đây có sỏi á. Để một xíu mình làm cánh cổng xong đi, rồi mình sẽ đào mấy cục sỏi đó ra sau nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy những cục hắc diệm thạch ra nè. Mình sẽ làm cánh cổng ngang khoảng 9 ô đi nha. Càng rộng càng tốt các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ô còn à, 10, 11. Ok là 11 ô đi các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ lên khoảng mấy ô ta. Cái này lên khoảng 13 ô đi các bạn ơi. 1, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 ô. Sau đó mình sẽ nói ngang như bình thường thôi. Lần này mình làm cánh cổng rất là bự luôn nè các bạn ơi. Cổng này thì mình mới có thể kiểu như là mang con Ghast ra bên ngoài được ấy. Rồi giờ mình sẽ đặt block đi lên cái nữa nè. Nói từ trên xuống như thế này. Ui ok, đặt tạm một cục ở ngoài đi, không sao đâu. Rồi sau đó đập cục này ra. Rồi, vậy là xong rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu đào những cục sỏi này nha. Ở đây mình có cúp, mình lấy tay không mình đào các bạn ơi, để cho nó ra những cái cục đá lửa ấy. Đây, đào ra, chịu khó đào một xíu nè. Cái xẻng mình có dầm mềm mại mất tiêu rồi, thành ra đào mấy cục này là nó không có ra cái cục đá lửa đâu. Đó. Ui. Ủa sao sỏi lần này khó ra đá lửa vậy ta? Ui ga nè. Rồi giờ mình sẽ làm một cái cục đồ dụng cụ đánh lửa nha. Rồi mình đã có cái đánh lửa nè. Wow, đây chính là cái cổng bự nhất mà mình từng làm luôn á. Ui nó bự chưa nè. Rồi giờ mình sẽ ăn một cái nha. Rồi sau đó mình sẽ kích hoạt cánh cổng này lên nha các bạn. Bật lửa đây. Đặt cái bật lửa lên. Oh my god. Ui cái cổng nó bự chưa nè.
Rồi, ổn rồi. Giờ mình sẽ đi vào trong luôn nha. Cắt bớt hắc kim thạch vô rương đi, để một hồi mình đặt nhầm nữa thì toi á. Tại vì hắc kim thạch đào rất là mất thời gian luôn ấy các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị thuốc sẵn nè. Rương này cắt ở trên, mặt giáp kim cương vào. Tuyết chắc cắt vô rương luôn đi, tuyết cắt vô luôn đi các bạn ơi, để mình khỏi bấm nhầm ấy. Đó, rồi. Tầm này ổn rồi nha. Xẻng cắt vào, cung chuẩn bị sẵn nè. Rồi. Cánh cổng này nhìn thích ghê á, nó bự cực kỳ luôn nè các bạn ơi. Rồi, ok, giờ mình sẽ đi vào nha. Rồi, let's go. các bạn ơi, cái này nó kết nối với một cái cánh cổng ở đâu đây rồi. Không ổn vậy thì không ổn đâu. Bây giờ mình cần phải đào sâu xuống dưới ấy, để làm một cánh cổng bự tương tự cái ở trên mặt đất thì mình mới có thể lôi con gas ra được. Giờ mình phải dời cái cánh cổng này xuống tuốt ở dưới nữa nè. Khó đây. Ok, để mình thử nha các bạn. Đó, mình nghe tiếng con gas rồi nè. Rồi, giờ mình sẽ... Ủa, nghe tiếng gas gần lắm mà ta. Mình nghe tiếng lava luôn rồi nè các bạn ơi. Mình có đuốc này, mình cắm đuốc lên đi. Đó, để cho nó sáng sáng một xíu nha. Tới cái hang rồi. Mình sẽ làm dấu chỗ này để một xíu làm cánh cổng nha các bạn. Tại vì mình cần phải đặt chính xác ấy, nếu không thì nó sẽ không kết nối với cái cổng ở phía trên mặt đất của mình đâu. Và để mình coi nào. Ở đây thì khó rồi. Tự nhiên mình lọt vô cái hang ở dưới Nether rồi. Mình còn phải đào ra đây nè các bạn ơi để tìm. Ui, như Zombie Big Man của... Ui. Rồi. Anh Zombie Big Man nó ngước xuống dưới ngõm mất tiêu rồi. Nãy mình mới nghe tiếng con gas mà ta. Khó nha. Và bây giờ mình cần phải làm một cái cây cầu ấy bằng obsidian hình luôn đi các bạn ơi. Tại vì một xíu mình cần phải lôi gas ra qua cái cánh cổng của mình ấy. Thành ra bây giờ mình phải dọn cái khu này ra bự bự một xíu nè. Khoảng không biết con gas nó bự mấy ô nữa. Để mình đào khoảng 3x3 nha các bạn. Đó, hy vọng 3x3 sẽ vừa cho con gas nó đi qua ấy. Rồi, đào ở đây một ô nữa nè. Rồi sau đó mình sẽ làm một cây cầu bằng obsidian luôn. Nó để dẫn qua tiếp bên kia rồi mình sẽ lôi con gas qua nha các bạn. Đây, để coi nào. Ui, khó cho mình rồi. Giờ mà mình đổi bộ giáp ấy, mình mà mặc cái cánh vào á, là mình sợ là mấy con Zombie Big Man này nó giết mình nữa. Tại vì Zombie Big Man thì đánh rất là mạnh luôn các bạn ơi. Nghe tiếng hai con gas luôn kìa. Mình có nên đi xuống dưới không ta? Ui, mấy Zombie Big Man cứ dí mình rồi gớt xuống dưới ngõ mất mấy anh rồi kìa. Giờ dưới chờ sẵn mình mà xuống dưới là bị quánh liền á. Coi con gas nó có dí mình không. Ui, gác không có dí mình rồi sao xuống dưới ta. Giờ mình hết cách xuống dưới rồi. Ở đây thì... mình có cách rồi. Mình sẽ dùng lava đi các bạn ơi. Mình sẽ dùng lava để đi xuống dưới ấy. Mình sẽ lấy cái xô nè. Và uống thuốc kháng lửa vào. Đó. Sau đó mình sẽ dùng một xô lava giống như xô nước vậy. Để mình xuống dưới thôi. Đây mình sẽ đổ lấy lava lại nè. Và đổ lava qua bên đây nha. Giờ chơi lớn luôn. Đó, đi xuống bằng lava. Ui. Ui da. Ui. Ui, gas ở đâu vậy? Ui, thôi, xong rồi, Ui, gas ở đâu vậy? Ủa, chỗ mình hồi nãy ở đâu ta? Ủa, nãy mình đi xuống chỗ nào vậy ta? Rồi, mình bị lạc luôn rồi. Và trên đây thì quá trời mấy con Zombie Pigman nè. Ui da. Ui, bị dí nữa rồi các bạn ơi. Lần nào xuống đây mình cũng sợ vậy. À, đây có con nè. Wow, ăn vô một cái đã các bạn ơi, để cho nó hồi máu lại. Ăn vô. Ôi, mấy anh Zombie Big Man này cứ dí mình hoài. Đây, mình sẽ thử dùng cần câu coi có gịch được con gas không nha các bạn. Ui, không tới các bạn ơi. Ui. Đừng. Ui, con gas này nó bơi trong lava nè. Ui, đừng. Ui, hình như mình gịch gas không được các bạn ơi. À, được các bạn ơi. Đừng. Ui, nhiều Zombie Big Man quá. Bây giờ mình không giết được con gáp này đó mọi người. Giết là mình không có hoàn thành được cái kiểu như là thành tựu này. Ui, không được. Ui, đừng. Ui, lấy gì chứ cái thành tựu này khó làm lắm luôn ấy các bạn ơi. Tại vì mình đang bị mấy con Zombie Big Man nó dí ấy. Đó, mình sẽ đuổi con gáp này theo đi. Rồi, đi thôi anh. Đi. Ủa sao mình... Ui, mình lôi gas về không được các bạn ơi. Hay là mình phải làm một cánh cổng ở đây luôn ta.
Con gái bắn mấy anh zombie biết men kìa. Ok ok, để bây giờ mình làm một cánh cổng nether thật là bự ở đây luôn đi. Chứ giờ mình dời lên trên không được rồi. Ok, mình sẽ làm gấp một mới được Ui, mình phải chui vô trong, chui núp. Đây là cách tốt nhất để mình có thể nấp đấy các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ lấy thật là nhiều hắc kim thạch nè và chuẩn bị ra ngoài và làm cánh cổng thôi. Chắc mình sẽ làm cánh cổng cao cao một xíu để cho mấy anh zombie Bigman đừng có làm phiền ấy. Rồi. Ủa, thấy chưa? Zombie Bigman đang đợi dưới sẵn rồi kìa. Rồi. Ui. Ui hết hồn. Gáp làm một cái hết hồn. Ui. Đừng. Rồi. hết sợ rồi. Đó. Ui. Ui bắn hồn, không sao. Mình sẽ tranh thủ làm một cánh cổng gấp các bạn ơi. Càng bự càng tốt nhá. Đây, 2, 3. Ok, kích thước bao nhiêu cũng được, miễn sao cho con gát nó chui vô là được rồi các bạn ơi. Rồi. Tầm này ổn chưa ta? Ok, mình nghĩ tầm này chắc cũng ổn rồi đó. Đọc cái này ra nè. Và sau đó mình sẽ nối ngang thôi. Nối ngang tại đây. Đó. Cánh cổng rất là bự luôn, để cho con gát nó chui vô nhá. Qua bên đây nữa. Ui mà ở dưới đông zombie big man quá à. Đông thật sự luôn á các bạn ơi. Quá trời đông rồi. Ui, ở đây mình sẽ nói lên. Đừng. Cô lên thuốc mình cũng gần hết hay sao rồi đó. Làm lẹ các bạn ơi. Hết thuốc là mình mệt nữa. Ui da. Lẹ. Em vào đây. Rồi xong rồi. Rồi thì đập mấy cục. Ui da. Cục nether rack các bạn ơi. Ui da. Ui đông quá. Lần đầu mình gặp quái đông này luôn á. Ui. Rồi xong rồi. Mình đã xong cánh cổng rồi các bạn ơi. Giờ chỉ cần dụ con gát qua đây thôi là được rồi đó. Rồi, thường ấy thì gát ấy sẽ bắn và lùi các bạn ơi. Thành ra mình cứ dí con gát vào bên trong cái cánh cổng đó là được á. Rồi kệ cho nó bắn mình đi. Rồi. Bắn đi. Ui. Không chịu đi vô cánh cổng à. Không chịu đi vô cánh cổng đi. Đi lùi đi. Thường gát sẽ đi lùi, bay lùi các bạn ơi. Đó, đi lùi. Ui. Đừng đông ui á. Ui đừng. Mình mà bị zombie Bigman đánh là rơi hết đồ vô đây luôn á. Ui. Cần câu thì mình dịch không được nữa. No. Mình không muốn ngõm ở đây đâu, mình phải cố gắng hoàn thành cái thành tựu này mới được. Rồi. Theo tao cách ơi. Dịch nè. Đó. Ui. Ui, chỗ này ghét tan quang rồi các bạn ơi, ở dưới kìa nguyên một đàn zombie Bigman kìa. Ô, giờ không biết sao đẩy nữa ta. Đi lùi lấy cánh cổng đi. Đi lùi đi, mình không muốn đánh ngõm con gát đâu. Đi lùi đi gát ơi, thuốc mình còn mấy phút ta, thuốc còn 3 phút thôi. Ui, 3 phút thì hơi ít á các bạn ơi. Ây da, chắc mình phải tranh thủ rồi về làm thêm thuốc á. Cái đây thế nào mình cũng bị đánh ngõm à. Gát không chịu đi lùi rồi. Đừng. Ui. Đừng. Ây da. Ui. Rồi không ổn rồi. Cái đà này không ổn các bạn ơi. Phải dịp về làm thêm thuốc mới được. Ở đây quá trời nè. Giờ thuốc mình gần hết rồi. Mình sợ hết thuốc ấy là mình đốt nữa là xong luôn á. Thôi. Tính ra cái thành tựu này hơi bị khó làm ấy các bạn ơi. Không sao đâu, cố gắng thôi. Giờ mình sẽ về nhà để làm thêm một vài cái loại thuốc kháng lửa nha. Rồi chúng ta sẽ quay lại để kiểu như là đưa gách về cái cánh cổng hồi nãy mình làm nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong suốt nha. Ok các bạn ơi, mình đã chế tạo xong thuốc cũng như là quay trở lại chỗ này rồi. Giờ mình sẽ đứng ở đây và đợi con gách nó chui qua cánh cổng thôi. Giờ mình không biết kiểu như là làm sao để lại gần và lôi nó vô ấy. Thuốc quên nữa. Ok xong rồi. Ui cái gì á? Chui vô đi. Gát thôi. Chui vô. Ui, chui vô đi. Giờ mình đứng ở đây nhử cho nó bắn mình thôi các bạn ơi. Và một hồi chắc chắn nó sẽ đi qua à. Thường thường mấy con này nó sẽ dí cho mình đấy. Đó, mình sẽ đợi cho nó dí mình thôi. Rồi, đào xem thôi. Ui, thôi giáp mình rồi. Hơi hết nữa. Nửa cái quần của mình rồi. Ui. Ui cánh cổng của tôi. No. Bật cánh cổng ra. Ui nó bắn hư cánh cổng. Hư cánh cổng của mình luôn các bạn ơi. Ui da. Ui nữa hả? Hư cổng hoài vậy.
bật lên lại nè, lêu lêu. Chú qua đây đi. Ui da. Đi đi sâu sâu vô chút xíu thôi nè. Sâu vô mới đấm được ấy. Đó, thường thường thì nó sẽ dí cho mình đúng không? Đó, nếu nó dí thì mình sẽ chui qua cánh cổng chắc luôn á. Rồi, dí tao đi, gắt thôi. Mày quá, mày quá. Bắn hụt, bắn hụt. Nữa hả? Sao bắn hụt hoài vậy? Bắn toàn trúng cánh cổng mình không à. Rồi, bật cổng lên nè. Ủa xin mời mấy con zombie Pigman làm phiền mình quá. Mình không dám đi xuống dưới. Xuống dưới là bị quánh á. Rồi, lập cái này ra bự bự xíu đi. Rồi, bay lại đây, bay lại đây, bay lại đây. Bay lại đây nè. Nữa, bắn cánh cổng tôi hoài. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đây, đây, thời khắc của mình. Ủa, quên nữa. Quên zombie Pigman. Quên zombie Pigman. Ui giờ mình xuống dưới là chết hết rồi anh ơi. Ăn vô, ăn vô, vô. Ui mày quá, mày quá. Quên vụ zombie Pigman đang đợi mình dưới nữa. Ui cái này còn khó hơn đánh boss nữa các bạn ơi. Đánh boss còn dễ chứ đánh mấy cái này khó cực luôn ấy. Rồi, mình sẽ đào mấy cái này ra nè và mình sẽ bám vô cánh cổng của mình ấy. Đó, đào ra, đào ra, đào ra. Rồi bám vô nha, quyết định, thằng này quyết định nè. Rồi, lo vô. Vô, gắt ơi. Ôi, cánh cổng của tôi. No. Hư cần câu rồi. Ui, hư cần câu mất tiêu rồi. Ồ, công giả tràng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải về nhà và lấy khoảng 2-3 cây cần câu nữa. Rồi mình sẽ quay xuống lại, cũng như là cố gắng lôi con gắt thêm lần nữa nha các bạn. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình lấy xong cây cần câu nha. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đã chế tạo xong một vài cây cần câu rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái công việc là đưa gáp về mặt đất nha. Ui những con zombie Pigman nó đang tràn lên kìa. Thôi đừng bên ơi. Vô đây là đủ khổ lắm rồi. Ui kìa cơ hội. Gáp bay lên đi gáp ơi. Mình sẽ cố gắng đưa con gáp về trên các bạn ơi. Đừng có cháy nữa. Đúng rồi. Cố lên một lần nữa thôi. Cố lên bay lên đi. Ui không ổn. Mình sẽ lấy cái cần câu thêm các bạn ơi. Ăn nhiều một cái nè. Đi lên. À mình phải đi lên cao xíu các bạn ơi. Lên cao thì mới giật lên được ấy. Ok. Đập cái này ra, đập cái này ra. Rồi. Đi lên. Cố lên một xíu nữa thôi. Chút nữa thôi. Qua đi. Yes. Ok các bạn ơi, xong rồi. Ok, giờ mình sẽ quay về mặt đất liền, không ở đây nữa. Oh my god. Ui con gắt rồi. Ui. Ui đây chính là con gắt trên mặt đất này các bạn ơi. Ui bây giờ màn đêm nữa. Ui. No, đừng phá hủy khu rừng hả? Phá hủy khu rừng. Ok các bạn ơi, mình xong thành tựu rồi. Ui trận chiến này rất là mất thời gian luôn á, cũng như là tốn rất nhiều tài nguyên luôn. Mình đã kiểu như là đi tới đi lui mấy lần luôn rồi. Và bây giờ chắc mình sẽ quay trở lại cái Nether ấy để chúng ta quay về nhà nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tận dụng cái cây gỗ rừng của mình nè. Tại vì cây này khá là cao, thành ra mình sẽ đặt một ít cái dàn giáo ấy để bắt lên một trong hai cái cành ở bên đây nè. Thì chúng ta có thể làm nơi để quan sát ở xung quanh. Ngoài ra cũng có thể sử dụng nơi đó ấy để chúng ta dùng cánh và bay cho nó dễ dàng hơn nha. Rồi ok, giờ mình sẽ bắt đầu đặt dàn giáo cao tí lên cái cành bên đây trước đi. Rồi mình sẽ làm một cái con đường nho nhỏ ấy để dẫn qua cái cành bên kia nha. Rồi, thêm hai cái nữa. Ồ, vậy là tới rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy thêm ít cái hàng rào nữa nha. Hàng rào mình có sẵn rồi, chắc mình sẽ lấy thêm ít cái slab nữa đi. Mình nghĩ mình sẽ cần thêm slab ấy để chúng ta trang trí á. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu trèo lên trên nha. Rồi, trèo lên nào. Cái cây gỗ rừng này hôm bữa mình trồng ấy và mình thấy nó khá là cao, thành ra mình vẫn giữ lại để trang trí nè. Bây giờ có dịp dùng rồi. Giờ mình sẽ có nên đập cái tán lá này ra không ta? Mình định đập cái tán lá này ra nè các bạn ơi. Chưa, mà bây giờ mình cần phải cho cái dàn giáo này cao lên một xíu nữa cái đã.
Bây giờ mình sẽ làm một con đường nhỏ nhỏ đi ta. Nhưng mà cái cành bên đây thì nó ấy quá. Cành bên kia thì đứng lên không được các bạn ơi, hình như nó hơi thấp thì phải, để mình trèo lên thử coi. Nếu mà nó không có quá thấp thì mình sẽ sử dụng được á. Đặt cái này ra. Cái này dùng dùng để làm nơi quan sát cũng khá là tốt nè. Mình giờ mình nếu mình đập thì nó hơi tiếc cái cành cây đi nhờ. Cành này nhìn khá là đẹp. Mình sẽ sử dụng cái cúp mềm mại đi để đập những cái tán lá để đừng cho nó vỡ ra nha các bạn. Đây mình sẽ đập ra bớt nè. Đó, và tận dụng là một xíu sẽ lắp lại đây. Lắp ở đây, lắp ở đây cũng như là lắp ở bên đây nữa. Vậy là chúng ta đã có thể làm được cái sàn khá là bự ở trên đây rồi. Ở đây và ở đây nữa. Xong, sau đó mình sẽ bắt đầu rào lại nha các bạn. Xong rồi. Vậy là chúng ta đã có nơi để kiểu như là đi qua ấy và ngắm ở xung quanh rồi. Còn cái cành ở bên đây thì mình sẽ làm cái bệ phóng nha. Nhưng mà bây giờ mình cần phải làm mình có thể đặt. Nhưng mà dàn giáo thì không có thể nào đặt trên cây được. Bây giờ mình sẽ đặt một cái cầu thang. Không, slab mình sẽ đặt ở đây đi. Sau đó mình sẽ đặt cái dàn giáo lên như thế này. Đó, ok, vậy khá là ổn rồi các bạn ơi. Làm kiểu như là một cái thang máy để mình có thể đi lên qua vị trí bên đây nè. Và chúng ta sẽ bắt đầu kiểu như là đứng ở đây và quan sát thôi. Đứng đây quan sát hết sảy luôn á các bạn ơi. Nhưng mà trên đây nó còn hơi tối đúng không? Thành ra mình sẽ cắm ít cây đuốc ở đây nè. Và ở bên đây nữa. Trên đây thì mình sẽ đập cái khúc gỗ này ra luôn đi. Dùng cúp mềm mại mới được. Ở đây mình có thể ốp lại bằng một vài cái tán lá nè, để nhìn cho nó đẹp hơn nha. Rồi, vậy là trả lại cái vẻ tự nhiên của cái cây của mình rồi. Ở đây và ít ở đây nữa. Đó, tạm thời là như vậy đi. Trong thời gian diễn tập mình sẽ qua khu rừng ấy để lấy thêm ít lá và bù trên đây nha. Từ giờ nãy mình đập hết một vài cái lá bên đây rồi. Và bây giờ mình có thể nhưng mà ở đây mình nghĩ là nên thay bằng một cái cầu thang đi nha. Mình nghĩ ở đây là mình nên thay bằng một cái cầu thang như vậy nè. Đó, vậy thì nó sẽ đẹp hơn á. Rồi, tạm thời là như vậy nha. Rồi sau đó mình sẽ ốp một ốp một cái slab ở đây. Ok nhá. Rồi giờ mình sẽ xuống đây nè và mình sẽ làm cái nơi này để làm nơi mình có thể kiểu như làm bay đi á các bạn ơi. Mình có gắn sẵn cái cánh này nè, mình có thể đứng ở đây và bắt chớn và bay đi á. Rất là tiện luôn á. Bây giờ mình sẽ gắn thêm ít cái cửa sập nữa, tại vì mình ở trển thì nhiều khi mình lại bắt cẩn rơi xuống nữa, thành ra mình phải có một cái cửa sập ấy. Vậy là chúng ta sẽ làm nơi này để làm bệ phóng nha. Rồi, vậy là tạm thời cái cây của mình ấy đã tận dụng được để làm một cái là để quan sát nè, còn một cái là dùng để phóng và bay đi các bạn ơi. Và sẵn tiện có cái chỗ phóng này thì mình sẽ bay tới, à không, mình còn chế tạo thêm nữa chứ. Bây giờ mình sẽ xuống dưới chế tạo thêm một ít cái quả TNT nha. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng TNT để troll bọn cướp dân làng các bạn ơi. Tại vì trong thời gian vừa qua bọn chúng ăn hiếp mình rất là nhiều rồi. Bây giờ mình đã có khá là nhiều vật liệu để làm TNT rồi nè. Mình sẽ lấy thêm ít cái thuốc súng nữa. Đây, và mình sẽ cho vào đây và coi. Đây, công thức của TNT các bạn ơi. Mình sẽ làm khoảng 12 quả được không ta? 12 quả thì có ít quá không nhờ? Chắc mình sẽ lấy thêm á, mình sẽ lấy thêm ít cát nữa đi. Là chế tạo TNT không cần sỏi các bạn ơi. Mình cứ tưởng cần sỏi chứ. Rồi, giờ mình sẽ làm thêm ít quả nữa. Mình hết cái bột thuốc súng rồi. Mình hết thuốc súng rồi các bạn ơi. Mà thôi kệ đi. Mình nghĩ 12 quả cũng khá là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên cái kho của mình coi, để kiểm tra coi còn cái quả TNT nào mình chưa lấy không ta. Tại vì mình nhớ lúc trước hình như mình cũng có lấy một ít quả TNT hay sao á. Để coi nào. Ủa, là trong đây mình hết TNT rồi hả? Ủa, mình nhớ là mình có TNT trong rương nào mà ta. Để mình kiểm tra lại kỹ các bạn ơi. Để chúng ta sẽ làm một cái kiểu như là đại bác vậy. Để bắn qua căn cứ của bọn cướp dân làng nha. Đây mình có 14 quả nè. Mình sẽ đem theo một redstone nữa. Redstone không ta? Đây mình có một ít redstone nè. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu đi luôn thôi. Và bây giờ mình sẽ trèo lên cái cây này nha. Và chúng ta sẽ đi tới tọa độ, đó chính là 2580 và trừ 850 nha các bạn. Đó là căn cứ của bọn cướp dân làng hôm bữa mình có đi khám phá một lần rồi ấy. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu đi thôi. Và như là đi xéo về hướng bên đây nè các bạn ơi. Rồi giờ thì sẽ sử dụng cánh và bay cho nó nhanh nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình bay tới căn cứ của bọn cướp dân làng nha. Ok các bạn ơi, giờ mình đã đi gần tới cái căn cứ của bọn cướp dân làng rồi nè. Hình như ở phía trước hay sao á. Giờ mình sẽ bay thêm một đoạn nữa nha. Thì chúng ta bay tới chỗ đó luôn đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái khẩu pháo để bắn vào căn cứ của bọn chúng nha. Lần này mình sẽ cho nổ tung căn cứ của bọn chúng luôn. Tại vì đợt trước ấy, bọn chúng đã đánh vỡ cái nón của mình rồi. Mình mất luôn một cái nón rất là xịn luôn ấy. Thành ra bây giờ mình còn hơi tiếc nè. Rồi giờ mình để coi tới chưa ta. Ui tới 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 nè.
Ui cánh mình cũng gần hỏng mất tiêu rồi. Một hồi mình sẽ kiểu như bay tiết kiệm vậy các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mặc cái giáp kim cương lại như bình thường nè. Rồi sau đó mình sẽ tiêu diệt mấy cái tên cướp dân làng ở bên ngoài trước đi. Rồi sau đó mình sẽ làm một cái khẩu kiểu như là khẩu pháo nhỏ nhỏ thôi. Sử dụng X-Redstone các bạn ơi, để chúng ta có thể tiêu diệt bọn chúng nhanh hơn nha. Cũng như là phá hủy cái căn cứ của bọn chúng luôn. Đó. Ui, cướp dân làng, cướp dân làng, cướp dân làng nè. Rồi xong, mình đã tiêu diệt được một đợt rồi. Giờ mình sẽ tranh thủ làm cái ghế các bạn ơi. Rồi đầu tiên thì chúng ta cần chuẩn bị một ít block cái đã. Ở đây mình không có block nhiều các bạn ơi, thành ra giờ mình sẽ đào một ít đất nha. Sẽ lấy ít đất ở đây đi. Đó, để chúng ta làm một cái khẩu pháo. Mình sẽ đặt ra đây một ít cái block như thế này. Không biết nó cao tầm nào ta. Ui xuất hiện nữa kìa. Và mình để ý là gần cái chỗ này là bọn cướp dân này xuất hiện rất là nhiều luôn nha các bạn. Thành ra các bạn cần phải kiểu như là mang theo vũ khí và mặc giáp đầy đủ nha. Nếu không thôi là bọn này sẽ kiểu như là đánh đấy. Mình sẽ đặt cái slab ở phía dưới như thế này. Đó. Và tiêu diệt cái tên này luôn đi. Làm phiền nè. Nhà sắp bị nổ rồi mà không lo chạy đi. Ở đây một hồi cho chết chung. Rồi. Sau đó mình sẽ đặt ở đây một cái slab nữa. Và cho vô bên trong ấy là một xô nước nha các bạn. Đó, mình sẽ cho xô nước như vậy nha. Nữa hả? Dám đánh mình hả? Rồi, và mình sẽ đặt TNT, redstone vào hai bên trước rồi đã. Đây, mình sẽ đặt redstone như thế này. Ở đây để đẹp hơn, chắc mình sẽ gắn vào một cái tấm áp lực đi các bạn ơi. Đó, mình sẽ sử dụng tấm áp lực nha. Ui, quýnh hoài nè. Quýnh hả? Ở đây farm mấy tên này cũng khá là thích đấy các bạn ơi. Bọn chúng spawn ra liên tục luôn ấy. Rồi, mình sẽ đặt TNT vào nha. Một quả đây nè. Một, hai, ba quả đi. Mình sẽ cho ba quả này nổ thành một ô ở đây nè. Và đẩy quả TNT này bay vào bên trong căn cứ của bọn chúng luôn. Rồi, và ở đây mình sẽ làm một cái tấm áp lực nha. Đây, tấm áp lực mình sẽ đặt ngay vị trí này nè. Cẩn thận. Mình đạp lên là nó nổ á. Và mình sẽ chuẩn bị một cái bật lửa. Ui, ăn vô cái nè. Rồi, sau đó mình sẽ kiểu như là đứng lên tấm áp lực thôi. Như thế này. Đó, và đốt cho TNT này lên. Rồi. Boom. Boom. Rồi, nổ được một góc rồi kìa các bạn ơi. Bắn hoài. Giờ mình còn 10 quả thôi. Một lần vậy là mình tốn hết 4 quả TNT. Ui, vậy mình bây giờ mình còn bắn thêm một lần nữa hả? Lần này mình chơi 2 quả luôn đi. Chơi lớn các bạn ơi. Chơi 2 quả luôn nha. Rồi, đứng lên một cái nè. Chăm lẻ. Đừng. Boom. Vô rồi. Đó. Ủa, có lẽ lần này thì hơi đỡ hơn các bạn ơi. Nó nổ được nhiều hơn rồi. Rồi, để sắp tới thì mình sẽ chế tạo thật là nhiều TNT luôn. Để mình làm một phát ấy là nổ banh cái căn cứ của bọn chúng luôn nha các bạn. Chứ bây giờ mình cũng chỉ có vài quả thôi. Chỉ mới làm phá bên ngoài à. Để sắp tới mình làm thật là nhiều rồi mình phá hết luôn nha. Rồi, làm thêm một lần nữa nè. Búp. Rồi, đốt lên. Rồi. Rồi, ui, đi ra đây làm gì. Nổ dưới luôn rồi kìa. Ồ, vậy là hôm nay mình đã phá được một góc của căn cứ bọn chúng rồi kìa. Vậy là sắp tới mình phải dời cái máy bắn ấy qua lại chỗ này nè. Thì nó mới bắn một lần banh cái căn cứ này được các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay phá như đó chắc cũng đã đủ rồi. Giờ mình sẽ tiêu diệt thêm một vài tên cướp dân làng nữa ấy. Rồi mình sẽ quay trở về nhà nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được một cánh cổng Nether khá là bự, hoàn thành cái thành tựu là đồng minh thật không dễ dàng sau khi giải thoát được một con Gas cũng như là đã đi troll mấy anh cướp dân làng bằng những quả TNT ấy. Và trong thời gian sắp tới nếu các bạn muốn mình xây dựng chế tạo hay là có những trò troll gì vui thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.